Chúng tôi tìm đến xe bán hàng đậu hũ thối nhà họ La vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Còn hơn 1 giờ nữa thì tiệm mở hàng, nhưng khách hàng đã tới giữ chỗ. Chỉ là xe hàng nhỏ xíu đặt ở cạnh đường nhỏ, dưới chân cầu Bến Phân, quận Gò Vấp. Khách của Khang vẫn đông kín. Nhiều người để mua được một phần đậu hũ, người mua phải chờ cả giờ đồng hồ. Hiện tại thì Khang đang cố gắng duy trì cái mức gọi là 150-200 ở địa chỉ Gò Vấp này. Tại vì ở bên Gò Vấp này nó cũng giáp quận 12 khá là xa rồi á. Cho nên nó là Khang sợ mấy bạn đi xa tới mua đậu mà không có đậu. Nên là phải cố gắng làm số lượng nhiều hơn. Mặc dù khách rất là đông nha, khách bỏ về rất là nhiều luôn. Tại vì không có đủ đậu phục vụ á. Sau những lần mở bán tại các địa điểm trong trung tâm thành phố, Khang phải đóng cửa vì người dân phản ánh mùi của thức ăn quá khó chịu. Thậm chí, có nơi anh chỉ mở bán được 3 ngày đã phải đóng cửa. Câu chuyện khởi nghiệp được Khang đưa lên TikTok và bất ngờ trở nên nổi tiếng. Các bạn trẻ phần vì tò mò, phần vì đồng cảm với hành trình đầy bất ổn của Gen Z, nên Khang mở bán ở đâu, mọi người đều tới để ủng hộ. Em coi trên TikTok rồi em biết rồi... chỗ này cũng gần nhà em nên em tới em ăn thử, tại đó giờ em chưa ăn bao giờ. Món này mùi thì hơi khó chịu nhưng mà lúc ăn và sau khi ăn thì ok, nhưng mà sau khi ăn thì có mùi một chút xíu thì các bạn hãy cẩn thận nha. Thật ra Dùm Lắc đã sống ở đây khoảng 5 năm rồi và cái món này giống như Dùm Lắc lần đầu tiên ăn thử bún đậu mắm tôm. Cũng rất là khó nhưng mà bây giờ thì rất là dễ ăn và ngon. Mà món này cũng như vậy, thì các bạn là người Việt Nam thì hãy ăn thử nha. Để phù hợp với khẩu vị của người Việt, chủ quán trẻ đã biến tấu công thức, đem đậu hũ thối kết hợp với các gia vị quen thuộc và gia giảm số ngày lên men để món ăn bớt mùi. Đối với những miếng đậu hũ bị vỡ, Khang sẽ đổ bỏ không bán. Em cũng đã bán hơn 2.000 miếng đậu hũ rồi thì Khang chưa gặp bất kỳ một cái trường hợp nào có vấn đề về sức khỏe hết. Còn vệ sinh an toàn thực phẩm thì lo làm món ăn lên men rất là khó, và còn mới ở Việt Nam thì Khang chưa biết cách để làm cái giấy kiểm định như thế nào hết. Nhưng mà về những cái trải nghiệm cá nhân và trải nghiệm của khách hàng, có người tới hôm qua tới mua 4 phần ăn xong, hôm sau lại tới mua 4 phần buổi chiều, xong rồi tối lại chở bạn tới mua ăn nữa. Hành trình khởi nghiệp của Khang vẫn còn nhiều khó khăn. Ủ đậu ở nhà cách xa địa điểm bán nên thường bể. Mặt bằng hiện tại mặc dù không bị đuổi, nhưng ở xa trung tâm thành phố và bị ngập nước khi trời mưa. Chàng trai 25 tuổi nghỉ việc ngang đi khởi nghiệp đang từng ngày hoàn thiện hơn ở nhiều khâu như an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định chỗ bán và cả về kiến thức kinh doanh. Khang đang từng ngày để thực hiện dự định có nhiều xe hàng hơn hoặc mở thêm chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh.